sự kiện tổ chức rất là chuyên nghiệp, tạo môi trường để các doanh nghiệp mới kết nối với những người mới trong cái sự kiện này và học hỏi được rất nhiều mô hình kinh doanh mới. Ở đây liên kết rất là nhiều diễn giả và những chuyên gia uy tín kinh doanh ở trong nước cũng như nước ngoài. Đây là một cái cơ hội cực lớn để mình kết nối, học hỏi và phát triển từ một cái cộng đồng rất là lớn, hơn 1.000 người ở đây. Tiêu đề là 1.000 CEO thôi nhưng mà thực sự là đang quy tụ được gần 2.000 CEO và trong đó là kết nối được với lại 200 chủ doanh nghiệp từ Mỹ về. Đây là lần đầu tiên mình tham gia sự kiện 1.000 CEO và thật sự là mình rất là ấn tượng. Hôm qua thì thật sự là mình cũng chỉ được tham gia một phiên EduTour thôi. Đó là phiên EduTour của về hành trình trải nghiệm nhân sự. Thì cái phiên EduTour đó thật sự là mình lại có một góc nhìn khác, thì mình đã học về hành trình trải nghiệm nhân sự của hai thầy cô khác trong trường rồi. Mà hôm qua lại là thêm một góc nhìn khác nữa. 15 phút nhưng mà rất là chất lượng. Talk show về chủ đề về bất động sản, chủ đề về cách hướng đi trong kinh doanh cũng như chủ đề về kết nối giao thương của Mỹ và Việt Nam là một cái mà mình đang rất là quan tâm để mà mình có nhiều cơ hội hơn trong việc phát triển kinh doanh cũng như là kết nối những bên kết nối những cái đối tác lớn để mà phát triển nhiều hơn trong tương lai. Mình đến đây mình tận hưởng được cái nguồn năng lượng cực kỳ lớn, những cái nguồn tư duy rất là rộng mở từ các cái chủ doanh nghiệp nước ngoài cũng như là những cái chuyên gia nổi tiếng. Bên cạnh đó mình được kết nối được rất là nhiều cái chủ doanh nghiệp của Việt Nam từ Bắc tới Nam cũng thể hội tụ về đây. Những cái bài học, những kiến thức, những cái mối quan hệ, những cái sự kết nối cực kỳ là chất lượng. Do đó mình thấy là cái sự kiện này là quá là tuyệt vời luôn, năm nay cực kỳ là tuyệt vời, cực kỳ là đỉnh. Đối với các chủ doanh nghiệp khác, nếu mà bạn chưa có nhiều mối quan hệ hoặc là đang lo lắng về vấn đề là đi học có nhận được cái gì hay không thì hãy tự tin và đến với cái sự kiện này. Bạn sẽ không bao giờ hối hận ở đây và ở đây sẽ kết nối được rất là nhiều chủ doanh nghiệp chất lượng hàng đầu. Hãy tham gia chương trình này tại vì nó sẽ có nhiều cái cơ hội khác nhau để bạn kết nối học hỏi cũng như là phát triển những cái cơ hội kinh doanh không chỉ là bản thân mà còn là nhiều cơ hội khác dành cho các doanh nghiệp khác mà bạn đang có ở trong mạng lưới của mình.